Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Tour World Mario 2 tiếp. Mình biết là mình nghỉ 2 ngày rồi, nhưng mà ok, không sao. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một trận Custom Battle để tránh các bạn nói là mình toàn chơi chiến dịch không. Mình không có đánh tay trận nào hết, chơi như quăng văng, chơi không có giống quăng võ, nên cái này không phải là Tour World hoàn toàn. Rồi thì ok, các bạn thích thì mình chiều thôi. Nói chung là mọi thứ thì nó cũng không có gì khó khăn lắm. Mình thì cũng không phải là không biết cầm quân đánh trận, chỉ là mình không giỏi ở cái mảng này thôi. Thành ra là mình sẽ cố gắng chơi theo cái kiểu của mình. Rồi thì hôm nay mình sẽ thử một cái chiến thuật khác ha. Rồi thì cụ thể bây giờ nó như vậy, chơi Nga mà không chơi kỵ binh thì nó cũng không đúng lắm, nhưng mà về cơ bản đặt trường hợp là giờ mình không có kỵ binh đi, không có mấy thằng kỵ nhẹ luôn, thì bây giờ mình sẽ chơi như thế nào? Thì bây giờ mình mới nghĩ ra một cái chiến thuật khác để mà mình có thể chống lại những cái đơn vị nhiều giáp như Teutonic. Rồi tới giờ đây mình vẫn cần một đội súng để dọa đối phương là chủ yếu ha. Rồi đối phương thì vẫn sẽ có tháp, có đồ, đặc biệt là mình bên cạnh dùng lính này mình có hai thằng cung thành thị này luôn. Tất nhiên là không phải để bắn cái tháp này đâu, tại vì bắn tháp thì khó cháy lắm, nó cháy được thì mình bận, mà cháy không được thì nó cũng không sao. Và mình dùng đa phần là dân quân luôn, chứ mấy bữa trước các bạn nói rồi mình có mấy thằng lính xịn xịn rồi, trong khi bình thường mình có mua được đâu. Rồi thì ok, mà các bạn xem là chúng ta sẽ mua, mình sẽ dùng lính này luôn, và đặc biệt cho nó bằng giáp da là chủ yếu thôi, chứ không các bạn nói nha, thời tiết lạnh giống vậy bằng cái giáp kia nó cũng chết luôn. Rồi ok, chỉ cho đội tướng là bằng giáp lưới nhẹ thôi, còn mấy lính này cho nó bằng giáp da hết. Ê, trời, quên tắt thằng này nữa, uổng tên quá. Ok, cũng sao. Rồi các bạn sẽ thấy chiến thuật của mình lần này nó khác với lần trước như thế nào. Rồi mình sẽ cho quân già hàng ngang ở đây. Lần này thì mình đợi nó vô rồi mình mới đánh. Tất nhiên là những chiến thuật kẹp ba mặt thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình thủ thôi. Nói chung là cái thằng này nó chỉ hơn cái thằng này ở chỗ là thằng này mới vỡ bận có phải nâng cấp lên thì nó lên giáp cuối cùng. Thằng này thì nó không, thằng này giống nhà này tinh nhuệ hơn thôi các bạn. Nhưng là Nga nó không mạnh như bộ binh lắm trong giai đoạn này. Được cái là quân của nó khá là đông và giá khá là rẻ. Rồi ok, ngon thì lên. Rồi tất nhiên là toàn là mấy thằng hiệp sĩ cuối của phe này, không thì chắc là nó bắn kinh rồi. Giờ lần này là mình không có nỏ luôn nha, lần trước là còn dùng nỏ bắn lũng giáp, còn lần này là dùng mấy thằng cầm spear dân quân này luôn á. Rồi thiệt mấy, nói chung là bộ binh thì nó không di chuyển nhanh được như kiểu binh, thành ra cái chiến thuật tạc sườn của mình nó không hiệu quả cho lắm. Rồi ok, nó đục rồi đó, mà nó tỏ không biết sao mấy thằng hiệp sĩ nó tòm bắt mấy ông linh mục bảy xe không nha, chắc là ít đỡ gì chúng ta, tại thường mấy cái thằng nó chết là mấy cái thằng nó đứng ngoài chứ không phải là mấy cái thằng đẩy xe. Lần này mình cho nó nhiều lính xạ kích hơn, nếu mà nó bắn mình, thật ra thì nó bắn vòng bay qua đầu thì đó thì không hiệu quả lắm. Rồi rồi ok, lui qua đây chút, thằng này thì tiến lên chút. Rồi đây chuẩn bị bắn. Lần này mình sẽ dùng cung lửa mình chơi nó. À, chắc phải chạy qua đây luôn, đứng đó không đủ gần để bắn các bạn, không biết nó mệt chưa không, mấy ông con rắc này khỏe lắm các bạn. Từ từ chưa tới lúc bắn anh em bình tĩnh. À, tướng nó chết rồi. Mặc dù lính mình yếu nhưng mà toàn mấy thằng cặp spear vậy nè, nó cản ngựa tốt, nó cho kỵ binh vô trước mà nó dở rồi. Đây anh em bắn, anh em toàn mấy này nó chưa lấn được luôn, nó chưa đẩy được ra. Đây bắn được rồi, bắn đi. Rồi nó lấn vô không được rồi các bạn. Đó bên này cứ bắn tạt sườn cho anh, lần này là không có truy kích được, chắc là sẽ giết được ít hơn, nhưng mà đảm bảo với các bạn là sẽ gây phản sợ cho đối phương khá là nhiều á. Đây tiến gần vô xíu nữa. Dở rồi nha. À, biết ngay là nó chạy rồi mà. Rồi ngưng bắn. Đây cứ bắn lên thôi. Nó mất tướng là nó sợ liền.
nó bị phun lửa mình nó bắn vậy nè, mặc dù là không lửa giáp nó mấy nhưng mà nhìn chung là gây sợ hãi các bạn. Thằng này là còn sợ chạy trước luôn. Rồi đây lấn vô, cứ lấn lên cho anh. Đúng rồi đó, bắn rồi nó bắt đầu nó cháy một số thằng này, nó sợ rồi nè các bạn thấy không, nó không đủ lực để lấn vô. Lần trước là tại mình cho mấy thằng tầm xa đứng trên này, thành ra nó không đủ lực trước nữa, chứ cái lần mà mình thủ, còn lần này có vẻ như là mình thành công rồi. Nhưng mà đa phần là mình đánh dọa được đối phương thôi các bạn, chứ không phải là mình tiêu diệt được sinh lực chủ yếu của nó. Nó mất tướng cho nên nó mất tinh thần. Rồi ok, mấy thằng này chạy rồi, thôi anh em không bắn. Rồi đó, mấy thằng quân thủ dân quân này mà nó canh đúng thế nó bắn. Nghĩa là chúng ta xác định là chỉ có súng nó không bắn bay ở đây được thôi nha. Còn lao hay nỏ gì, lao nỏ hay là cung gì bắn cũng bắn lên được nha. Đó các bạn ơi, mình đã đánh tan được một cái đạo quân mạnh hơn mình khá là nhiều, clear victory luôn các bạn. Mình mất 105 lính nhưng mà mình lại giết được tới 286. Nói chung là lần này không giết được nhiều, tại vì mình lần này mình không có kỵ binh để lùa, nó chạy thì thôi mình chịu. Mình bắn với theo mình rỉ bớt thôi. Rồi thôi cũng không sao cả, mình không đặt cái mục tiêu giết nhiều, vấn đề là chúng ta thắng là được, còn giết nhiều hay giết ít thì nó không quan trọng. Tất nhiên là cái việc giết được nhiều lính của kẻ thù thì chưa nghĩa là chúng ta đánh hao được sinh lực của kẻ thù nhiều, nhưng mà cái đó nó không phải là cái mục tiêu cao nhất trong chiến tranh các bạn. Tiêu hao sinh lực thì nó không phải là cái mục tiêu cao nhất, mà nó còn nhiều cái mục tiêu khác cơ. Thậm chí là có thể có mục tiêu chính trị nữa cơ, có những cuộc tấn công nó mang mục tiêu chính trị nhiều hơn là cái mục tiêu gọi sao ta, nó mục tiêu chính trị nó sẽ được đặt cao hơn là những cái mục tiêu khác. Rồi đây chúng ta đang lấy quân ở đây để chừng được 4 lính là chúng ta đẩy qua đây được rồi, tại chỗ này nó tự mua quân được, chỉ có điều là nó cái lò rèn nó cũng chỉ nâng lên chập nữa thôi là được. Thằng này nâng thuế lên cũng được rồi, không cần gì phải nể nang gì ai đâu. Nói chung là chúng ta đang gần thắng thế rồi, thậm chí là chúng ta có đảo luôn. Điều là giờ chúng ta phải cho tàu mình nó nghỉ một tí, tại lần trước mình quên hồi cái tàu lại. Với là tại tàu đối phương nó đông các bạn, mình thì mình có đúng một hạm đội, tại mình cũng có đề cao cái vùng hải quân. Rồi ok, có bạn nói là cái chiến dịch Rome của mình á thì nó giống như là cái nó đang rơi vô cái thế mà nó giống như là Shogun 2 mà cái giai đoạn thiên hạ phân tranh vậy đó. Xin lỗi các bạn đi, cái tình huống đó nó còn kinh khủng hơn thiên hạ phân tranh cơ. Các bạn biết là sao không? Tại vì thiên hạ phân tranh á ít nhất á là nó còn cái map lúc đó thứ nhất là nó về gần cuối game rồi. Chúng ta có một cái sức chiến đấu mà nó mang tính gọi là nhất định. Các bạn hiểu ý mình không? Nó chiến đấu của mình nó đã ở một cái mức độ nhất định nào đó rồi. Với lại cái map Nhật Bản thì nó hẹp và nó dài, có nghĩa là chúng ta đánh theo một đường. Cái dạng map đó thì tương đối nó dễ đánh. Còn ví dụ như bây giờ các bạn đụng phải cái map mà nó giống như cái map châu Âu đi, nó hay là cái map giống vậy nè, cái chỗ to chỗ nhỏ quá, xin lỗi các bạn, đẩy thêm một đường khó lắm. Đấy, thành ra là nói chứ thì cái tình huống của mình lúc đó là nữa, cái thiên hạ cái lúc mà mình bị các phe khác nó vây đánh trong vai La Mã đó, thì các bạn có thể thấy là mình bị nó ép tới mức nào luôn cơ, chứ không phải là dễ chơi đâu. Thành ra nó còn kinh khủng hơn cả thiên hạ phân tranh nữa. Rồi đây ok, chỗ này nâng cái tòa thị chính lên, chúng ta kiếm thêm tiền này chứ chúng ta nghèo quá rồi các bạn. Chỗ này phải đẩy thuế lên chứ, nghèo quá rồi. Đây ráng vô nha. Rồi không được thì thằng này phải làm. Rồi ok, từ chúng ta quan sát rồi đó. Ồ, chỗ này không có tướng à, không có tướng thì nguy hiểm, phải thêm một lính vô, đủ 10 lính nó mới chắc ăn. Chỗ đó thì hơi nhiều nỏ chúng ta phải chịu rồi. Rồi chỗ này thì dân là tương đối tốt, có lẽ là mình cần thêm một căn cứ hải quân nữa nên thôi xây cái cảng ở đây đi, chỗ đó thì an ninh nó tốt rồi chúng ta cũng không lo. Đây dòng chiến tranh này nữa rồi, không thiệt hại mấy các bạn. Rồi cái đảo kia tự chúng ta dễ vây cho nó sao, à nó cũng tự rút lui rồi, tại nó biết đánh lên không được, nó chỉ có vây vậy thôi. Rồi ok, à ha, thằng này nó tính đánh sau lưng mình. Bây giờ công thành được chưa ta? À tướng này giỏi lắm, phải lưu luôn, tại quân mình yếu quá các bạn, mình đánh vô mình sợ mình thua, thành ra
trước đã có gì đó lại. Mình biết chơi vậy hơi hàng nhưng mà cái công cụ game cho mà chúng ta có biết có mod gì đâu mà tạo hàng như là hàng ở đây đúng không nào. Rồi đây cho ông này sắp mang một súng mà chơi. Thấy full hỏa khí bây giờ chơi chú em. Rồi. Ồ, quân này là quân gì mà kinh đấy. À, ra là mấy thằng này. À, rồi rồi, ok, cao thủ, cao thủ. Thật ra là mình cũng cho mấy thằng súng này nó đi bớt chứ tại vì súng nhiều quá khó chơi lắm. Đây. Đó, nhiều đây, súng thôi, súng nhiều quá, thứ nhất là không có tiền để nuôi. Thứ hai là chúng ta cần bộ binh với kỵ binh nhiều hơn là cái lính dạng này. Ở điểm này cũng chưa có nhiều tiền để duy trì súng đạn các bạn. Đây, ta ở này trước đi. Cái nhà ngựa này thì được dày hả? Cũng tương đối ổn nhưng mà tại chúng ta không cần. Cái nhà cung cho nó nghỉ luôn. Nói là tạm ổn. Ông linh mục ở cái vùng này chắc ngủm rồi. Ngủm thì phải mua. À, thêm một con ngựa đi để dẫn cùng tướng đi lùa cho nó dễ. Ở đây cũng vậy, không có nỏ thì phải có kỵ. Ở đó tại phe này thì nó dễ thôi. Rồi, ok. Mình nghĩ là mình đẩy bớt kỵ binh ra tiền tuyến cũng được rồi đấy. Nhưng mà lát nữa đánh thì chắc phải đánh tay. Rồi đây. Cái chỗ này vậy là coi như là đủ lực lượng để phòng thủ. Đây mua thêm 2 bắn nỏ nữa là coi như đủ đô. Rồi chạy đây. Lát nữa cái đoạn này chắc cho kỵ binh hút được. Một thằng hút vô thì có thể không sao. Nhưng mà nhiều thằng kỵ binh nó hút về lại là chuyện khác nha các bạn. Sire. Chỗ này là chỗ này vẫn là đất của tụi hiệp sĩ à. Nhưng mà nó bị bao quanh bởi nó vẫn kết nối được với lãnh thổ của nó. Nhưng mà có điều muốn đánh thì mình lại phải đi ngang qua lãnh thổ của Ba Lan. Mà cái thành này thì nó bèo quá, chiếm nó cũng chả được cái gì. Mà kệ nó, mình cứ chiếm thôi, ai cấm đâu. Nó quá là chạy cái vèo qua đất của thằng Ba Lan rồi nó cự nự mình kệ nó. Rồi, ok, dễ mà. Chỗ này là tự đào tạo điệp viên được chưa? Chưa phải không? Chưa rồi gọi điệp viên đi qua gì đâu, luôn chuyển cán bộ. Yes. Đấy, từ từ không gấp. Không. Rồi ok qua lượt. Rồi lại với cả cái gì cho thành này là thành nào. Chỗ này đào tạo linh mục cũng được. Chúng ta có chỗ tốt để đào tạo linh mục xịn đi chứ bây giờ tới lúc chiến tranh tôn giáo nó gây go rồi. Chà, đừng nói đứt muốn đánh lộn nha. Này thằng Ba Lan, nó là mình cũng tỏ ra nguy hiểm. Thằng kia là đòi đánh mình thật rồi. Rồi, ok. Gọi quân từ Kiev ra tri viện ở chỗ này nào. Đây. Thằng này muốn đánh lộn kìa. Quân nó có cái gì mà nó lâu láo này. Đây chà, trận này nguy hiểm. Các bạn không, AI nó cố tình nó bóp mình đó, tất cả cùng liên minh đánh mình. Hòa tức là thua. Không đơm được, hòa tức là thua, phải vô lại chơi lại chơi lại. Tại vì mình có nghĩa đó, nghĩa là mình không phá vây được. Rồi. Kiểu này phải trực tiếp cầm quân thôi chứ biết sao giờ. God will be with us as we meet the enemy. Không, cái đó là cái điều mà chúng ta phải làm các bạn. Tại vì không thể để nó vây thành được, mình đang nghèo mà để nó vây lâu lâu mồi vừa chết quân mốt lát nữa tốn tiền hồi quân mà còn trời. Đủ thời tiết kiểu này luôn hả? Rồi. Ok, chấp nhận luôn. Rồi đây. Nhào ra là tính. Rồi
thằng lính của mình có giáp nhẹ đồ hết rồi, giáp lưới nhẹ, bỏ than bỏ đồ lại luôn hả? Rồi cũng được, hảo hảo đấy. Rồi đây chuẩn bị dàn quân tiến lên, rồi đánh kẹp lại nha. Tướng mình thì bắt đầu cho chạy ra bên góc, thổi tụi bà lên cho anh em sợ nào. Đúng rồi, là cho anh em có tinh thần tí. Rồi cứ từ từ mà tiến. Tiến lên. Sao chúng ta thì không sợ cái lạnh các bạn. Đây, tướng phải vòng ra phía sau. Sao nó bắn thì ráng mà chịu. Tiến lên. Mấy thằng nỏ này của nó bắn cũng không phải là mạnh lắm, với lại nỏ nằm đạn lâu. Đây, chơi nó. Đây, nhắm thẳng vào thanh niên này. Đây, đánh thẳng vô đây. Đánh thẳng vô đây. Đánh thẳng vô đây, cho mỗi thằng này đánh đây được rồi. Rồi, ok. Thằng này chạy phải không? Là đây, mình cố từng ép tầm xa nó phải chạy mà. Mấy thằng này của nó thì cũng khá là kinh đó, tại nó cầm vũ khí gần giống cây Naginata của tụi Nhật. Cũng phải đùa đâu. Nhưng mà quan trọng là mình cho quân mình đi hốt thằng bắn nỏ của nó. Nhưng mà những trận này bắt buộc mình phải thân cầm quân các bạn. Chà, quan quýnh ngang cơ rồi à, nó đang thua một tí. Mấy thằng nỏ này nó lì phết, bị kỵ binh mình đánh mà nó đứng lại nó đánh luôn, nó không sợ. Chà, nỏ này kinh dữ ta. Gì đây? Hút vô lưng nó luôn. Hỏi tụi bà lên cho nó sợ nào. Rồi bị kỵ binh hút vô lưng mà phải sợ thôi. Này thì tướng kỵ nhẹ mà bại. Rồi quay qua. Kẹp nó lại từ bên sườn. À, rồi nó sợ rồi các bạn, nó thay đổi victory ngay. Nói chung là không phải là mình lười cầm quân đâu, mà chẳng qua là mình thấy trận nào đã cần đánh mình mới đánh vô cái trận này nè. Có thể thắng được mà thua thì thôi chấp nhận. Rồi có điều chơi như vậy mình hơi khổ một tí. Chỗ này chưa mua quân được nữa nè. Thôi mua đỡ hai ngựa đi. Chà, cái thành này nó còn dày sao đỡ. Này có muốn đánh không đó. Chà, mà nó ép mình vô thế khó ghê ta. Ba Lan này là nó đánh, muốn đánh đúng không? Đánh được không? Chết một mình không có tướng. Để lưu đã, đánh. Ồ, thắng anh Dũng luôn. Ở ra nó biết dùng cái đám trà kỵ đó, nó biết chết là mình đấy. Rồi, ok. Giờ tình huống bắt buộc thì phải đẩy cái quân đội quân này lên đây thôi chứ biết sao giờ. Đây là mua quân tiếp và đẩy là tiền tuyến. Chỗ kia mất quá cho nó tự mua quân cũng được. À, nó chơi ép mình ghê thiệt. Rồi. Đây, giờ xây một cái là muốn hết tiền luôn vậy. Rồi, ok, có một thằng nổi loạn. À, nổi loạn này thì cũng tầm thường. Tại nó đứng gần thành quá, nó đứng xa thì có thể mình sợ, nó đứng kiểu này mà nó sợ. Rồi, ông tướng này ít nhất có cơ hội luyện công đó bạn. Mày vẫn không lên được sao nào hết. Đúng là tướng này chỉ có giữ nhà thôi. Mày được cái trung thành thì cũng được. Nói chung là năng lực thì không có nhưng mà rất trung thành các bạn. Ở đó cũng không phải trung thành lắm đâu, trung thành ở mức độ nhất định là đó thôi. Nhưng mà nhìn chung cũng khá là ok. Nói chung là dốt tí cũng được, trung thành là được. Rồi từ từ mình tuyển dụng mấy cái thằng có năng lực rồi mình dùng sao đi. Nói chung là dùng kẻ ngu mà mình yên tâm thì hơn dùng người tài mà mình lo ngại. Rồi đây, chỗ này thì xây đường cái đã.
kê quân ở đây là đội hình như có một cái tỉnh nãy mình mới mua linh mục rồi phải. À đây biết ngay mà. God phải nói nhớ thiếu. Đây chỗ này nó dày nhưng mà vẫn phải có linh mục. Dị giáo nó xuất hiện cái còn có cái mà trấn. Đây. Chỗ này nâng cái này lên thành cảng quân sự luôn mới chơi được. Prepare to board and engage. Victory. My lord. Rồi sao nói chứ mà đánh trên biển thì mình không hẳn là mạnh. Nhưng mà về cơ bản thì mình đủ sức để mình cân đánh lại nó. We can sell no further today. Rồi, mấy chỗ này tạm yên tại vì hạ tầng mấy chỗ này cũng chưa ngon lắm. Dân số nó phát triển chưa đủ. Điệp viên mình chạy đâu rồi? Sire. Closing for a better look. Rồi. Ok. Thằng này bài đặt đứng sát luôn ha. Order is my king. Rồi. Yes. Cho thằng này lên đây of đứng. Course. Đánh. Leave your mercy behind, men. We shall show them none. Để lưu game cái. Đánh thử có ăn không? Rồi không ăn. Không ăn thì lót lại gì đâu sợ. Chơi phải hèn tí chứ. Kẻ sống sót là kẻ mạnh hoặc là kẻ hèn mà. Rồi đánh kiểu này thì sao có ăn được không ta? Đây lưu trước. Đánh. Vẫn thua. Lại phải trực tiếp cầm quân à. Anh lót game. Đâu đánh your lại people's ways are blasphemous at best. Làm gì anh? Đây trận này lớn quá mình không cầm quân được các bạn. À, nhưng mà xét theo một nghĩa khác thì có thể chơi trận này. Ủa cái gì vậy? Không cho chơi kiểu này à? Mình tính chơi ăn gian mình móc không được các bạn. Khoan, có cách rồi. Thằng này nó bị kẹt ở đây rồi các bạn. Lấy thêm 4 con ngựa lên độ nó nữa nào. Đây. Rồi chỗ này xây nhà thờ tiếp đi là tính. Nó mua linh mục ở đây. Nâng cấp cho 2 cặp súng này lên thêm miếng giáp. Rồi, ok, chỗ này tạm ổn. Rồi, nói chung là xây công tác xây dựng là coi như cũng xong rồi, chỉ có mua đồ là gì. Nhưng mà tại tụi hiệp sĩ này nó mạnh, mà mình mới có cái đầu đài thôi, mình chưa mua quân xịn được, quân chủ lực của mình nó bị cầm chân ở đây rồi. Giờ chỗ nào cũng phải lo mua quân hết. Orders, my king. Tự nhiên nó tuyên chiến với mình luôn, mình có làm gì nó đâu trời. Tự nhiên ngân sách quốc phòng nó nở ra luôn, uổng ghê, bực mình ghê á. Mà mình không làm gì nó mà nó chơi mình cú này hơi đau đấy. Yes. Rồi xong mất một thằng điệp viên. Ok, nó không tiếc các bạn. Đừng nói Đức muốn đánh luôn nha. Vậy là có nhiều phe đánh mình hết rồi đó, còn trừ Na Uy ra thôi á. Rồi ông sứ giả mình tất nhiên là ngủm rồi, đâu thể nào sống lâu tới mức đó được. Sống lâu thì thế thành tinh là còn gì nữa. The enemy besieges us. A mistake they will not live to regret. Hay chà, mình đang bị tổng tấn công trên tòa mặt trận các bạn. Hold your post. They are besieging us. Ây da. Kèo này khó đỡ rồi nha. Yes, Lord. Đánh. Confronting the enemy. The enemy lies. Đạo quân này chưa ra khỏi thành nữa, nó mới là vấn đề đây là chưa có quân đồn trú ở đây. Này ít nhất một lượt nữa nó mới đi được. À chắc là mình đang là kẻ mạnh nhất, bây giờ tất cả nó sợ mình yes. rồi. Khi các bạn trở thành kẻ mạnh thì tất cả nó sẽ muốn đánh yes. các bạn để mà nó tự vệ. Nó sợ các bạn sẽ nuốt nó, thành ra nó giống như là tiên chiêu tiên phát chí nhân đó các bạn không? Rồi ok, chứ thêm cái này thì mình mệt rồi đây.
hai cái thành giờ nó nằm kiểu cái thế này không cứu viện nhau được. Trời, buồn chất lượng quá, thành này bị vây luôn rồi, hai thành không thể nào cứu nhau được luôn. Chà, này đánh nổi loạn, đánh nổi loạn mà đánh không xong luôn hả? Rồi hơi chủ quan, thấy cái thế đó tưởng đánh được. Ây da, the enemy lies defeated. We are victors. Rồi thôi, chấp nhận hạ thuế xuống luôn. Lượt sau mua quân, đánh trước rồi đã. Rồi đánh thắng trận lớn rồi, có được làm tướng không? Nó không cho mình làm tướng luôn các bạn. Yes, my lord, my lord. Vậy thì cũng không đủ đô để mà chơi. Để luôn game cái. Nó tập này lưu liên tiếp luôn tơi. Với cái lực lượng này làm sao mình đánh ra được còn lúc này không? Này nhìn ra thấy đánh là không có cơ hội nào rồi đó. Thử những ngày rồi. À, thắng thắng tại nó không có tướng. A crushing victory. They must... yes. Nhưng mà cũng không thể nào dẫn cái đám tàn binh này mà chạy qua cứu bên kia được. À, không biết đâu được, cho thằng này lên dưới đất thay là được. Coi như luân chuyển cán bộ đi. Thằng này bèo quá vậy. Để coi nó có 7 thằng. Ở đây mình có 6 hay gì mình thua. Để một thằng này xuống rồi. Đánh thử có ăn không nhá. Nhiều hơn về rồi mà thua nữa là nhục lắm á. Rồi thắng rồi. Rồi. Ok. Để xem. Đánh kiểu này chắc thua. Rồi đánh tổng lực đi, tội gì phải đánh ban đêm kiểu này. Lưu game cái. Chà, mạng này đánh thế này khó quá. Bà Lan với thằng Bút Ba nó đỡ cứng như hình như đùa. Mình cũng muốn đánh nhau với nó đâu trời. Yes, my lord. Yes, I will make them fear you. Rồi. Orders, my king. Ok. Your will shall be obeyed. Get marching. Yes, yes. Rồi, mấy thanh niên này cho yes. Lên đây giữ thành là ngon. March. Thế là xong. Rồi bây giờ chỗ này phải lo cực khai mỏ để mà bổ sung lực lượng lên. Đây mua thêm lính. Chỗ này thì lượt sau mới mua lính được. Chấp nhận hạ thuế cho nó một tí. Chỗ này thì chỉ có ghép quân lại thôi, phải đợi quân nhà lên. Rồi giờ tới lượt mấy thằng nhỏ rồi đi, tại giờ quân kia hết rồi. Đây đẩy mấy thằng nhỏ lên đây, cho thêm hai thằng này lên đây giữ nhà. Rồi đây ta mua hai lại hai bốn thằng nhỏ đi. Ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này hả trời. Này, em có làm cái gì mấy anh đâu, mấy anh cứ đấm em là thế nào vậy? Dám chơi luôn hả? Rồi ok, lưu game cái đã. Tại hai thằng đó mà liên thủ là mình mệt. À là mình dùng chiêu tiên phát chiến nhân mình đánh trước các bạn. Đây, thêm được một lính thì không biết có thắng không. Thằng này nó dở cái đi ra trận, nó không dẫn tướng theo nhà tướng, nó toàn ngồi nhà không. Vô nãy giờ mình thắng là nhờ trí chứ không phải nhờ lực đâu. Vì lực mình không bằng nó các bạn. À, cái thằng nổi loạn này đông mà nó ở xa thôi. Cũng thách thức à? Được. You should fear us coming, my enemy. Ở xa quá, tướng mình là cũng ngu nó mới chết chứ. Tướng này ngồi nhà không. Thôi hình quá thắng. Thắng xong trận này cũng không khôn ra được các bạn. Rồi ok. Ở đây dư được nhiêu bỏ qua. Rồi xong. Yes. Yes.
my lord. Rồi xong lát lượt sau cho ông này chạy về, ông này vô nhà là xong. Coi như là ông này qua giữ nhà giùm các bạn. Rồi ok. Tình huống đang nguy hiểm thì phải thêm bổ sung lính thôi. Đây, ok ok. Ok, tại nãy cái đạo quân kia nó mạnh mà nó có tướng nữa, cho kỵ binh đi lùa không không được. Tại kỵ mình là kỵ nhẹ, mình lùa nó không ngon lắm. Chà, nỏ nhiều quá vậy. Rồi đây mua thêm mấy thằng này đi, nỏ thì cứ đứng cho nó đứng trên tường nó bắn. Dùng này dùng an toàn rồi, không nói. Ây chà. Này thù cái chả thủy này. Alas, I cannot go there. Rồi ok, chỗ này do tình hình nguy cấp mình ta phải nâng cái nhà lính lên. Nó còn mua lính, rồi đây đầy đủ luôn. Rồi chỗ này thì chắc phải thêm cái cảng đời 2 ở đây để mình duy trì hạm đội ở đây. Chứ không mà hạm đội mình cứ phải kéo cái nhà lên không được. Rồi ok. Nhìn vô không? Xong thất bại luôn. Công tác tình báo chúng ta hơi yếu các bạn. Thôi không sao. À nó lui rồi à. Rồi à, nó lui rồi thì tốt. Rồi đây mua à khoan để lượt sau đi rồi mua lính. Rồi chỗ này tạm thời mua đó, khoan mình có một cái thành nó chuyên đào tạo linh mục. Đúng rồi, cái thành đó nó mới khổ chứ. Rồi thôi ok không sao, mua linh mục ở đây đi, bỏ ra là được. Rồi đây lên giải vây cho cái thành này nè. Hạt đều không có tướng nè. Khoan đã, phải đợi nó công thành. Đợi nó công thành mình móc sau lưng nó. Trận này phải đánh tay các bạn, không có đánh ô tô được đâu, tại mình yếu quá. Xin lỗi các bạn, mình cần cắm sạc lại. Lâu lâu rồi nó cứ bị không ăn không mà khổ ghê nơi. Do not address me, I answer to a higher lord. Orders my king. Rồi ok. Đạo này thì không biết đánh đấm như thế nào nhưng mà làm sao mình có quân đối thủ, lính mình không có nổi tồi các bạn. Ở đây coi như là ổn rồi. Thôi quân đoàn này khỏi còn đi đâu nữa. Ở yên ở đây luôn đi. I will make them fear you. Yes. Ở yên đó luôn đi. God be with us. Our foes lay siege. Khoan. Sell game cái đã. Thế này nhiều khi lại đánh được. Thử xem. Nó đánh được, đỡ mất công cầm chữ. We are victors. Đỡ mất cần cầm quân các bạn. Nó là ráng nó ém được cũng khá nhiều. Đánh cả hai thành mà nó không cho mình cứu nguy các bạn. They lay siege. If they close, finish them. Oh, nó chơi mình. À, cái thằng Đức thì được lắm nha. Nãy giờ nó không có đánh mình. My lord. Yes, lord. Confronting the enemy. My lord. Besieging set. Mình cứ nghĩ là nó sẽ không đánh mình ra, mình không có thằng này nó cơ hội. Rồi ok, coi như cả map đánh mình rồi đó. Trừ thằng Na Uy ra thôi, không biết lúc nào nó tuyên chiến. Tính nói là cho vô đây lượt sau mua lính là được. Your will shall be obeyed. Rồi, toàn quân ở lại, thằng tướng về thôi. Yes. I will make them fear you. Hold. Men, rồi march. Xong. Your tướng will đi về. Shall be obeyed. Mua nỏ đi. Rồi hồi lính từ từ, tại hồi nhanh quá thì cũng không có cơ sở để mà hồi. Rồi dính. Ít nhất thì chúng ta vẫn làm tốt công tác chống dị giáo các bạn. Cái thằng này được lắm. Nó phá nhà thờ của mình. Nó đã không muốn đánh nó rồi, bây giờ đánh cả map luôn, không có chừa thành nào thấy cần đánh thì phải đánh thôi. Of course. My lord. Move out. Ôi trời ơi, tôi có nó gieo tiếng ác cho mình các bạn. Mình có muốn đồ sát nhiều vậy đâu, đánh mình chỉ cần đánh cái người mình cần thôi. Mà nó chơi kiểu này là nó muốn cả map nó muốn chơi mình rồi. Mà rồi thì ok.
Để luôn, cũng may là thằng này nó không có dẫn tướng nó ra trận các bạn. Không mà mình toi đấy. Rồi ok, cũng may là tập đoàn tướng lĩnh của mình là quá kinh khủng. Này chả biết nó muốn đánh thằng nào. If it is a fight you wish, come closer. Yes, orders my king, my lord. Rồi đây, ok, cũng may là dân quân mình là bây giờ có giáp bạc hết rồi. Không sợ nó các bạn. Đây, my lord. Oh, không, mình phải vận binh từ mấy chỗ này về thôi. Yes. Đây, kéo quân đi qua chứ không tự thân nó không mua quân kịp các bạn. Chỗ này ở gần biên giới phải bổ sung quân. Rồi. Ok. Ông này ra phụ xíu rồi về. Yes. I will make them fear. Leave your mercy behind. A crushing an honor to serve. Ông này vô. Mà trong một lượt thôi mà nó tổng tiến công toàn mặt trận luôn các bạn. Đánh mình không kịp thở luôn á. Rồi mà cũng không sao, mình mạnh mà. Đây. Hồi lại là xong, nó khinh thường cái nguồn lực của mình các bạn, nguồn lực của mình rất lớn. Rồi đây. Lính rìu thì từ từ. Đây. Đúng là mình đang gặp chút khó khăn kinh tế mà cũng khó khăn tới mức mà không chơi nổi nó. Rồi đây. Mấy chỗ này lo làm kinh tế. Anh điên này về đây sửa tàu. Trong tình huống này thì vẫn mua được lính nha. À, thằng Đức nó chơi mình các bạn. Rồi. Orders my king. Hai thành đều bị vây à. Rồi đây. Chỗ này là gì thì gì là phải có cái tháp lên, không nói nhiều. Đây, chính xác những thứ mình cần đây. Mua mấy thằng quân này cho nó ở nhà, nó giữ nhà. Yes. Thành nào cần thủ hơn ta? Know your enemy. Thành này không có tướng nè. Phải cho điều kỵ binh về gấp. Orders, my king. Forward. Rồi ok, lưu game cái đó. Mình chưa bao giờ gặp áp lực vậy luôn á. Moving to engage. Không được hả? Hòa hả? Này hút sau lưng nữa rồi. Marching to battle, pride, lord. Thiệt. The enemy has us this day. Fall back or back. Lưỡng đầu thọ địch mà đánh không thắng luôn à. Yes. Yes, lord. Confronting the enemy. Our force has bested us. We must retreat. Dạ, trận này lại phải đánh tay rồi. Nhưng mà tại quân mình nó khả năng đánh ô tô của nó hơi bị yếu các bạn. Mình chưa nâng cấp tháp cho khu này. Thanh niên này thì từ từ. Ra bây giờ mình cũng đang gặp khó khăn trong chi phí nuôi hải quân đây. Trời ơi. Ồ, nó chống tình báo kinh thế. Rồi chỗ này xảy qua một trận đánh khá là kinh thiên động địa đấy. Nhưng mà không sao. Rồi thế là xong gì đâu. Rồi. Rồi đó cái đường là xong rồi xử lý luôn. Bên này thì nó đang bị à này có tướng không sao. Đây là một ông vua từ châu Âu sang. Được. An honor to serve my lord. Kéo cái đám kỵ binh ra. Rồi, hai vua cùng đánh. Để coi ăn không. Trời đất, vậy mà hòa hả? Vua này là vua gì mà giỏi quá vậy? Something you lack. Ai chà. Surrender your lands. Vua này là cao minh lắm á nha. Will be easier. Yes. Nó quýnh sao mình rớt xuống giáp đồng hết trơn trời. An honor to serve my lord. Orders my king. Orders my king. Kêu bố mẹ xuống làm trận nữa cho nó ghê rồi. Rồi xong. Orders my king. Of course. Đây, giải quay luôn, tránh nó gặp một số cái vấn đề khác các bạn. Orders my king.
Rồi đây, mua thêm lính mới là quan trọng. Mấy cái khác tính sao? Chỗ này thì không có gì rồi, giờ cứ để thuế vậy thôi. Ok, nói chung là cái thành của mình nó không liên thủ được nhiều, cái hậu phương nó xa quá. Ở đây cũng không có cái lực lượng nào ra để mà hỗ trợ được cả. Đây, thử chơi cái thế này coi. Orders my king. My lord. Orders of God. Bị vây kiểu này là hơi bị kinh luôn ấy. Dù kiểu binh vây đánh từ nhiều hướng các bạn. Yes, lord. Confronting the enemy. Yes. Marching to battle. Pride, lord. Rồi. Ok. Đặt cược cho trận đánh này luôn. Đánh. Vẫn thua. Yes. Tướng này quá giỏi ta. Bị vây tứ bề vậy mà nó vẫn chơi được mình. Rồi, ok. Vậy thì không đánh. Làm gì nha, tại giờ chỉ có kỵ binh nó mới tiếp diện tới rồi các bạn. Chi phí nuôi dân quân kinh quá. Ây da. Rồi đây, gọi một ông linh mục ra. Ông này chắc cho chạy về đây luôn. Rồi lượt sau là cái chỗ này đi mình đi được rồi. Anh nhớ mặt anh đấy. Cái thành anh sát ngay đây. Orders, my king. Forward. Yes. Moving to engage. Rồi. Sao nhào vô là nó biết mặt mình. Nó cơ hội các bạn, chứ không phải là mình yếu kém gì. Thằng này bắt buộc phải có tướng. An honor to serve, my lord. Dẫn bộ binh đi đi tới à. Orders my king. My lord. Vậy hơi dở. Orders my king. Mà tại giờ không có đủ tướng để mà bổ nhiệm. Mà tướng mình chưa chắc tướng giỏi nữa. Rồi đây, chỗ này không có tướng thì phải cố lên thêm chút. Xây cái đường đi một cái rồi đó là cái thành quan trọng. Như là cái tuyến giao thông chỗ này nó chưa có tốt nữa nè, mới là vấn đề lớn này. Chỗ này bây giờ nó còn phải lo bổ sung quân cho nó nữa đây. Có nổi loạn ra cái mình cũng mệt. My lord. Ây da. Quất trước quá. God be with us, man. Tưởng chạy vô rừng thoát được anh à. God has delivered us. Vậy mới được. Unto victory. Honor and courage. Nine out. My lord. Rồi, ok, thằng này coi như đủ quân. Kinh tế mà nó bóp, bị nó bóp gần chết rồi đây. Không có tiền, không lên nổi các bạn. Rồi, ok. Đó, tự nhiên giờ thằng nào nó cũng trở giáo, nó quánh mình hết rồi, sao chịu cho thấu. You should fear us coming, my enemy. They deserve nothing less. Ông này chắc quýnh nãy giờ cũng lên đồ nhiều lắm đây. A crushing victory. They must fear us now. Rồi, xong. Mua 3 thằng lính ứng phụ nữa là xong. Yes. Orders my king. Ở đây thiệt hại em không nhiều lắm. Hậu phương giờ xa quá, hành quân xa không được các bạn. Nó vấn đề nằm chỗ đó đó, chứ không phải là mình không có hậu phương để mình gọi quân ra. Sự cái thế này khó quá. Rồi đây. Yes. Về. Of course. Đây, nâng cấp cái này, nâng cấp nhà lính lên chúng ta còn dùng. Chỗ này cũng phải hồi lính. My lord. Rồi kéo hạm đội ra chơi tiếp nào. Bây giờ mình phải khóa hầm, khóa cảng nó. Nó khóa mình phải khóa lại nó, chứ không là mình mệt đấy. Mình không thích chơi cái trò đó, tại nó ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Nhưng mà giờ không còn cách nào khác. Rồi, ok. Đây, thế là xong. Rồi, ok. Mấy chú này ở lại. Đây,
thì anh nhịn chú mày nãy giờ rồi đó nha. Leave your mercy behind, men. We shall show them none. Once we nhịn nãy giờ the luôn rồi đấy. We await your order to move in. Orders, my king. Yes. Giờ dồn hết vô chỗ đi. Chiến thuật bao vây của mình nó không hiệu quả. Thằng này nó vẫn đang vây. Full một quân đoàn luôn mà không cách nào dễ vây được các bạn. Đây, vậy đứng trên cầu nó không có lợi. Mình không có tướng chỉ huy trận này, đây là một cái khuyết điểm rất lớn thôi. Lua game lại nào. Vẫn vậy. Trận này quy mô lớn quá, mình không đánh tay được các bạn. Mình không đủ trình độ đánh tay mấy cái trận lớn giống vậy. Mà nó cứ chơi, nó vây, nó không chịu nhã kiểu này là mệt mình lắm rồi. Tướng này giỏi không ta? Một sao thì không đủ sức cầm quân. Hai sao thì cũng không đủ. Khoan đã. Chơi trận này đi, gọi tiếp viện được các thành khác tới. Men, march! Joining forces! An order! Orders, my king! Yes! We shall not relent, ever! An honor to serve, my lord! Rồi, ok, ráng cứu binh xíu. An honor to serve, my lord! Ây da. Orders, my king. Rồi, my lord. Kéo thêm một cái đoạn này xuống. My lord. Of course. Đây, quyết tâm dễ bay các bạn. Further this day. Ây da. Giờ là chỉ có nội thương thôi, chứ ngoại thương là coi như xong hết rồi. Đây, mua thêm 3 chiếc tàu nữa đi vây tiếp cảng của nó. Nó vây mình phải vây nó, thấm mấy hàng hiệp sĩ là làm kinh tế dở lắm. Orders, my king. Would you believe rồi đây. Ây da. Lui, không ngoan cố đánh các bạn. Tính mình không có thích ngoan cố. Outside the walls. Let us see if they can take them. Rồi, ok. Fail thì kệ fail chứ. Đây, hạm đội của tôi đâu. Attacking. Victory. Đây, một cái cảng đi vây. Vertu. Đánh cái tàu này của nó trước. My lord. Ây da. We are victorious. Rồi, xong. Want to check that course again, my lord. Rồi. Ok. Ông này cho đi ra ngoài mướn đánh thuê luôn cũng được. Không có lính đánh thuê để mà mướn luôn các bạn, coi nhục không? Yes. Moving to engage. Rồi. Anh trời ơi. Cái gì vậy trời? Sao mà bèo dữ vậy? Nó có 3 thằng lính rồi mà. À. Rồi thôi, tại cái thành này thành của mình rồi, mình không có đồ sát. Để giữ nguyên hạ tầng cho chúng nghỉ trơn á. Rồi trong thời gian ngắn thì vậy cũng không sao, xây lại cái nhà thờ là xong. Xây. My lord. Yes. My lord. My lord. Men, march. Rồi thế là sao? We move on with mua được mua lính nào. Ây da. Yes. Rồi, đẩy lính qua đây. Chỗ này nhả bớt lính ra đi tại nó nằm ở vùng an toàn rồi. Rồi, chỗ này thì đẩy bớt lính bộ binh qua. Yes. Men, march. Rồi xong. Như là chi viện cho nhau, luân chuyển cán bộ. Xây cái nhà thờ lên xíu. Thế lực tôn giáo của mình nó đang yếu. Chỗ này lại không có linh mục à. Ây chà, vậy là phải mua một linh mục. À không, chỗ này cứ mua lính. Linh mục để mua chỗ khác. Đẩy ông này qua là xong. Đây, cho thằng này nó tự lo. Tại cho nó từ nó dễ thấy chứ có mua linh mục chứ nó mua được cái gì đâu. Rồi đây, xây cái lò rèn lên đi. Đang chiến sự quán nhậu gì. Rồi đây chỗ này phải có cái này cho nó tự nuôi quân mình đỡ tiền nó chứ nghèo quá rồi các bạn.
chỗ này thì lò rèn chưa cần, cho quán nhậu cũng được, nó nằm ở đây cũng chả cần cái tháp đâu. Rồi chỗ này thì nó dày thì ngon rồi. Thôi được rồi, đang thiếu tiền thì chấp nhận đẩy thuế lên xíu, chả sao, chỗ này an ninh khá tốt. Rồi ok, tướng dẫn theo hàng này đi đánh chắc cũng được rồi. Honor and courage, faith and courage have made us victorious. Rồi ok, chỗ này tại dân tăng chậm quá nó chấp nhận để thuế kiểu này. Chỗ này dân cũng tăng quá chậm luôn. Rồi xong. Ôi trời ơi. Đây. Ok. Thở đi. Ây da. Rồi chỗ này xây cái tháp cũng được, ta còn gì giá trị nữa đâu để mà xây. Đây đúng rồi, lên lên đời đi. Rồi từ 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 tính. Rồi khoan 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 khoan. Rồi xây cái này ở đây cho nó lên pháp luật đồ đó. Rồi ok. À chỗ này à, rồi thôi coi chỗ này mua tàu đi, mua thêm hai chiếc nữa khóa cảng nó lại. Đây ba cái cảng tụi hiệp sĩ mình khóa hết. Là nó nghèo thôi. Rồi ok, thành này thành này bị vây đánh kinh dữ vậy sao? Mình đánh ra chắc không được. Điều đó có nghĩa là phải gọi cái đám quân này xuống. Không có lính thuê để tuyển luôn, hơi dở nha. Tướng này của mình là tướng 4 sao. Rồi để lưu game phát. Đánh. Trời đất, đánh vậy mà thua hả? Hòa trong trường hợp này chính là thua. Thằng này cũng 4 sao nè. Rồi thôi, chấp nhận luôn. Of course. Combining troops. An honor to serve. Đánh đêm hoàng hợp. À, đánh đêm với lại không cao nè. Strength and honor. We are victorious. Rồi, thắng nhập cũng được. The enemy lies defeated. We are victors. My lord. Orders, my king. Yes. Orders, rồi thôi lui. Forward. Tè tua. Yes. Yes. Rồi nâng giáp lên đi. Chỗ này có trách nhiệm tiếp viện rồi. My lord. Đây nó an toàn thì nó phải đẩy quân cho người ta. Do not address me. I answer to a higher. Rồi đây ok, mua điệp viên đi. Thằng này nó mua lại lính là xong. Where to? Một chỗ được giải vây rồi, cũng ăn cũng ngon. Rồi, ok. An order. You should fear us coming by enemy. They deserve nothing less than death. Your will shall be obeyed. Chẳng qua là hòa tạm tí thôi, chú em ạ. Their fate is sealed, my lord. They are besieged. Ở đây có lính đánh thuê thì cũng tội dẫn bước. Đó, thế là xong. Rồi, ok, còn đúng một chỗ. Đây, một con ngựa này để coi. Rồi. Yes. Một con ngựa chạy vòng lên đây. Ông tướng này chạy xuống đây. Yes. Thanh niên này nhập vô đây, thế là xong. Orders, my king. An honor to serve, my lord. An honor to serve. Rồi, hy vọng là có cơ hội thắng nha, chứ vậy mà thua nữa thì nhục lắm đấy. An honor to serve. Hoặc là nói chung là thằng này thì quá giỏi. Rồi, phải thắng thôi. Đạo quân vậy mà quýnh thua nữa thì ông chiến ai nữa. An honor to serve, my lord. My lord. Sức mạnh của kỵ binh các bạn.
Alters, my king. Alters, my king. Alters, my king. My lord. Alters, my king. Yes, my lord. Alters, my king. Cuối cùng là bảy trận mà cuối cùng cũng cứu được cái đám quân trong thành này. King. Trời ơi, tụi mình thấy. Alters, my king. An honor to rồi, serve. Ok. Sáu ngày người vô thành rồi ngồi ngủ. Alters, my king. Rồi thành này cuối cùng cũng tiếp tục được công việc. Đây. An honor to serve. Yes. My lord. Rồi mời mấy anh cầm nỏ này đi vô nhà. My lord. Men, march. Rồi xong. My lord. Hai ngày gặp lại. Forming one for an honor to serve. Chúng ta tiến quân. Tiến xuống đây. Confronting the enemy honorably, my lord. Tạm thời mình cầm hòa tụi hiệp sĩ mình đánh mình bắt lít ba này nó phải hòa đó. Vậy là mình tạo thành cái thế này mình mới đẩy ngang qua được các bạn chứ không mà bây giờ khó đẩy lắm. Rồi ông này qua đây. Ông này tự mua linh mục thôi. Mấy em tí nữa mất oan cái thành này rồi. Để coi lưu game đánh liều ra phát coi được không. Yes, Lord. Confronting the enemy. Rồi. Đánh thắng ông công tướng thì hơi buồn. We are victors. Alters, my king. Sức mạnh của ngang ố là đây các bạn. Alters, my king. Ở đây là sức mạnh của lót lại đúng không? Chơi hơi hèn tí anh em thông cảm nha. Yes. Yes. My lord. Gọi một con ngựa hay là gọi một thằng bộ binh đi theo cho đủ thôi. Một con ngựa đi. Rồi đây, chúng ta dùng kỵ binh chúng ta nó đánh bao vây các bạn. Quân đoàn này đánh xong mình để lại chừng 4 bộ binh cho nó ở lên đây nó giữ nhà thôi. Còn lại xuống đây vây đánh cái thành này luôn. Chỗ này mình bị lõm vô nè, thành ra là cái thế mình không có tương trợ nha được. Thằng Đức nãy nó lợi dụng cái thế đó nó chơi mình. Thành ra bây giờ chúng ta phải chơi lại. Alders, my king. Rồi, ok. Thôi bây giờ chúng ta gỡ rối được gần hết cái mặt trận rồi đó. Ôi giời ơi, mừng thế. Hết cả hơi. Rồi, truyền đạo tiếp đi. God sir, as you wish. Đây. Rồi, ok. Kiểu này đúng là rắc rối to cho ngân sách thật. Đây một cái thương hội nữa. Rồi, chứ chúng ta dễ làm giàu hơn. Of course. Muốn đánh cái thành nào? Trời đất ơi. Rồi thôi, chấp nhận luôn. Thằng này gáo. Rồi mà quân nó mạnh hơn quân mình. Nghe lại. Lee orders my king. Men, march, my lord. Yes, lord. Rồi đây lực lượng cần là tại lính Đức nó quá chuẩn đi các bạn. Mình toàn dân quân. Đây đánh thắng ngay mà. Mà we are victors. My lord. Này đế chế La Mã thần thánh hả? Chú không phải là La Mã mà cũng không hề thần thánh nha. My lord. Đây. Rồi xây cái nhà thờ lên tiếp. Công tác truyền giáo hồi nãy hơi bị gián đoạn tí. Rồi thở xíu lượt sau đánh. Mua thành điệp viên đã. Yes. Vô được không? Thất bại. Ấy chà. Thằng tướng nó đang đứng ở đây mà nó kêu mình thì giữ thành kiểu này chắc chết quá. Rồi ok. Mua thêm 2 thằng lính ở đây nữa. Bây giờ ông đánh được. Come and face the might of the toàn hiệp sĩ này không à, sao ghê quá vậy. Đây. Cố lên, cố lên.
Thôi không nói nhiều nữa, đẩy thuế lên hết cho bạn ơi. Nghèo quá rồi. Nó đánh tổng lực kiểu này mình không chịu nổi. Đây rồi, thôi dân tăng chậm tí đi. Tại giờ dân mà có tăng lên nhiều thì cũng không có tiền để mà phát triển đô thị. Mấy cái thành mà hệ thống phòng thủ nó ngon thì bây giờ nó lại nằm ở cái vùng trong rồi. Đây, mua mấy quả nỏ xíu. Ở đây có loạn hả? If it is a fight you wish. Ok, dẫn theo mấy quả nỏ này chơi thôi. Orders, my king. Đây. Ở đó ông này có đi đàn áp nổi loạn cho tôi. Ở đó đàn áp nổi loạn mà lên cấp được giống vậy mình cũng bận. Nó lên cái gì vậy? Hả, lên làm trung thành. Đó, thôi kệ cũng được đi. Nó đừng làm phản là được. Ông này còn có cái được cái là giáp tốt mà. Tài sản ngon hay đấy. Rồi, ok. Rồi, ok, chúng ta đẩy toàn bộ kỵ binh ra đây nè. Rồi, thêm 4 hành bắn nỏ chạy ra đây. Chỗ này thế là đủ, một anh bắn nỏ nữa. Từ từ, để nghiên cứu đã. Đây, hồi lính ở đây trước đi rồi tính. Your people's ways are blasphemous at best. Chỗ này cũng lo hồi lính đi. Ây da. Đây, chỗ này phải nâng cấp rồi này. Đức tính hoặc cú à. Này, cú này. Attacking. Quấn cho không được chạy luôn. We have the rồi, 4 chiếc nữa là chuẩn bị lên nha. Yes, my lord. Orders, my king. My lord. Yes, orders, my king. Yes, orders, my king. Moving to engage. Trận này cũng lo lắm. Đánh. The enemy lies defeated. We are victors. Orders, my king. My lord. Rồi, thế là xong. Yên tâm. An honor to serve, my lord. Rồi, đem quân Nam Hạ nè các bạn. Honor. Đây, nâng cái tháp này lên. À không, tạm thời vậy đủ rồi. Nâng cái này lên mới đúng. Cần làm ăn cái đã. An honor. Rồi đây, to serve. Ồ, thằng này nó ép mình kinh nhỉ. Mà xui thằng tướng này cũng có khăn lắm để em. Rồi, dân thích cũng phải đồ. Nhiều dữ đồ đó. Đánh đen gì cũng thẳng, tội gì đánh hết được. They deserved nothing less than death. Rồi. Marched one enemy's doom. A crushing victory. I will make them fear you. Ông tướng này, ông quýnh trận kiểu này là hơi bị đỉnh luôn rồi đấy. Orders, my king. Yes. Yes. Orders, my king. My lord. Rồi, ok. Giảm thuế. Chỗ này có đánh thuế cao thì cũng chả được gì. Đây, chơi nó. Dính trưởng. Đây, vậy là mình có uy tín trong dân rồi. Chà, thành này thưa quân quá vậy. Đẩy bớt quân đây qua coi. Đây, coi cho bốn này nó đứng ở trên này nó bắn xuống. Thủ mới ngon được. Lính thì hình như là thiếu một. Ai gửi qua luôn, tiếc gì đâu. Nó đánh thành này trước có thể đâu có thể nào nó lui nó luồn qua nó đánh thành này được. Xin lỗi các bạn, mình đổi ghế cái. Mình không nghĩ là Đức nó dám đánh mình luôn á, tại vì nó bị thằng Ba Lan chiếm nguyên mảng nè, làm sao nó dám băng qua nó đánh mình được. Mà cái tình hình chiến sự nó làm sao ta? Theo Đức nó đánh mỗi mình. Thằng đánh mỗi mình. Thằng Đan Mạch thì nó đánh mình lẫn Đức. Ba Lan nó đánh mỗi mình. Đức thì đánh mình với lại Đan Mạch. Rồi ok, chỉ có Đan Mạch là nó không ghét mình nữa các bạn. Rồi ok, chú được lắm. À, tập này chơi chưa được nhiều lượt mà thấy quýnh muốn hết hơi. Chắc anh Niên này cũng được quá đấy chứ. Ôi trời ơi, hết cả hơi đấy.
thêm linh mục ra nè, cái điệp viên ra nè. Thành này an ninh tốt quá vậy. Đây, điệp viên xuống đây đi, thành này chưa có điệp viên nè. Rồi, thở xíu. Rồi, ok, để coi chú xử lý ảnh nào. Leaving the army. Ây da, lợi hại vậy. God be with us, man. Rồi, để coi có ăn được hay không. Rồi, bị đánh hội đồng chỗ này mà thắng, vẫn còn thắng được là mình là cũng phải đỉnh lắm đấy. Trời, gần hết quân rồi. Đánh thắng trận này mà hao quá. Ba Lan với Đức nó phối hợp nó đánh mình, nó đang là đồng minh. Rồi, ok, chỗ này mãi cũng may là nãy là mình không có đồ thành, đồ thành cái là chết rồi. Bây giờ nhiêu đây quân không thủ được. Cái đạo quân này của nó củ chuối thế vậy. Chết mò rồi. Đạo quân này của mình vẫn không an tâm lắm. Oh yeah, không bị tướng rồi. Tướng hai sao luôn nha. Orders my king, my lord. Orders my king, my lord. An honor to serve, my lord. An honor to rồi, serve. Dẫn quân xuống đây các bạn. Này lui lại dưới nhà. Ôi trời ơi, hết cả hơi. Ở đây mua mấy con ngựa đi, có gì đánh bọc hậu. Tại giờ không có tướng thì phải chơi vậy thôi. Yes. Đây mua một lính nỏ. Rồi đẩy quân qua vậy là được ổn. Đây, vùng này an toàn rồi. Ôi trời ơi, sắp khủng hoảng kinh tế tới nơi rồi. Đây thêm một này nữa là đủ. Đấy vậy thôi, thằng này giờ nó đang ở xa quá đánh được. Tướng này của mình chắc tướng giỏi. Rồi ba đứa này ở lại dưới nhà. Ây chà, rồi thôi không sao, trận này không còn lết lại. Tại vì nó mạnh quá. Sao bị ghép quân thì mình lại bị cái này ứng này ta. Tự nhiên ghép quân cái nó bị giảm giáp. Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ luôn á. Nãy có thấy rồi mà nghĩ chắc là nó bị thua trận, nó bị vậy thôi. Giờ thấy nó bị kiểu này luôn là hơi lo rồi đó nha. Cái này là cái gì đây? À bây giờ bắt đầu có lính rìu lớn của Nga nè. Đây rồi, giờ ưu tiên thành này thì nâng cấp, ưu tiên cái này trước. Luật pháp là quan trọng nhất. Rồi, đây. Rồi, ok, mấy thành này là chuẩn bài rồi. Mấy thành này dù mà an toàn người ta không lo. Yes. Moving quieter. My lord. Yes, lord. Confronting the enemy. Tự nhiên đâu mất ba tướng vậy? We must retreat. We move onward tomorrow. Orders my king. My lord. Ông đoàn này nhớ có tướng mà mấy thằng đó chết già rồi. Orders my king. Yes. My lord. Buồn vậy. Có một cái quân đoàn về đánh cũng không nổi nữa, đánh ai? Rồi, đã thế thì đem cái lính đó đám lính lâu đài này của mình xuống mới được. Sao có nhiều đại quân là cũng đủ thủ. Tụi hiệp sĩ tạm thời nó có thể vẫn làm khó mình được đấy chứ không phải không đâu. Chà, nó đang đem quân qua khá là nhiều. Đẩy lượng qua nào. Ở đây ráng mua quân coi. Rồi đây mua hai bắn nỏ đi. Ở trên này thì đẩy lực lượng xuống. Yes, my lord. Đây, anh nhớ có một con ngựa. Cho gì đánh móc. Đây giờ mình chả còn gì, chỉ có nâng cấp giáp thôi các bạn. Lần nào có tiền cũng xài mà xài lố không có chứ đùa đâu. Xài kiểu này mình lo lắm. Ở đây nâng, ở chỗ này nâng ruộng mình chết đi, nâng chợ đi. Sao quá chết tụi hiệp sĩ lại nè. Thằng này ta phải lên đi đánh cái tàu này. Đúng rồi đó, đánh cho nó lui về.
công nhận là chữ Đức nó cũng lợi hại chứ không phải không, nhưng mà cũng thường thường thôi. Rồi, ok, chúng ta sau những trận thắng liên tiếp thì chúng ta cũng có những trận thua đầy bất ngờ các bạn. Kiểu là mình không đủ sức chơi cái tụi hiệp sĩ này. Thành lên rồi, nó đang đánh mình cũng khó. Will be easier, yes. Tướng mình đang chết khá là đột ngột. Nó có một cái thằng nhỏ đây mà nó tranh thủ nó chơi được mình ghê chứ, tức thiệt. An honor to serve, my lord. Thanh niên này nó đứng đây mình hơi chướng mắt mà không đấm được nó. If it is a fight you wish. Rồi, ok, không sao, không sao. Biết màn này phải đánh tay nhiều vậy mình cũng chả cố gắng làm gì. Thôi được rồi, một cái chỗ truyền giáo thôi là quá đủ rồi. Đây gọi một linh mục xịn qua đây truyền giáo cái. Oh yeah. Rồi đây, có lính nỏ từ trên đứng nó bắn xuống rồi. Đây, giờ chả sao nữa rồi. Ok. Mua lính rồi. Nãy cũng may là nó không có đồ thành. Yes. Rồi, bớt nhiêu đây lại. Đánh. God be with us, men. March to battle. Đánh. God has delivered us unto victory. Cái này gọi đúng kiểu vây ngụy cứu triệu nè. Nhưng đây quân chắc không đủ đánh nó. We march to war. Đánh thử rồi có ăn không? Cái đồ ăn. Giỡn dầu. Rồi mà pha phe này mình lại chơi pha đó hơi dở. Giờ nó đánh thằng kia mình lại mệt. Yes. An honor to serve, my lord. Nhả rồi, cứ vậy đi, nó đánh sau lưng thì mình lại tính kiểu khác. Accept my challenge. Rồi thôi kệ, chứ là coi lần này cũng còn may. Ai chả tranh thủ có nổi loạn hả? Orders, my king. Này làm loạn. Này làm loạn. À, mãi nó có một thằng lính thường được phong tướng rồi. The enemy lies defeated. We are victors. Men, march. Rồi, orders, ok. Kinh tế chúng ta đang kiệt quệ rồi. Rồi, ok. Muốn hay không thì cũng phải nâng cái chợ lên trước đi. Rồi, phát triển thương mại một tí. Rồi, Kiev này ráng nuôi quân giùm tôi cái. Ôi trời ơi, cái gì thế này, sao mà nó tranh thủ nó nổi loạn, nó ra quá trời quá đất vậy. Đây dẹp loạn dụng cái. Ôi da. Faith and courage have God serve. Đúng là hết cả hơi. Rồi thằng này chắc hồi nãy nó khinh mình. Thấy mình mạnh, tướng của mình mới thua. Hồi nãy chắc thua vô quân ít thôi. Hoặc là quân mình yếu hơn nó. Faith and courage have made us victorious. Cuối cùng cũng có lúc nó chịu trả tiền chuột lính nữa. An honor to serve, my lord. Biết trả chịu trả tiền chuột lính thì chú cũng khá là ok đấy, anh có lời khen. Rồi đây, ông này chạy ra thế là xong. Rồi thôi xin lỗi nha, mấy chú đợi anh xíu đi. Đây, chỗ này thì làm cái đường cái. Đây. Dẫn đây là dẫn lại. Trời đất ơi. Cái gì vậy? How may I serve? Tiệt. Bó tay với ông này luôn. God serve. Rồi thôi tự mua một khác đi. Đây nâng cái này cho nó có luật pháp. Rồi, ok, chỗ này nhà cửa chưa cần đúng không? Rồi đây, chỗ này mua nhà lính lên luôn đi, tự lo chứ không cứ dày hoài. Vertu. Đây, quay lại vay cản đó. Blocking all routes to this port. Vay, thế là xong. We have the port blockaded now, nó khóa lại cản mình. Được lắm, không sao. Cái thành phố này mình nó tự lo cho nó được. Rồi.
qua ta. Tướng này tướng giỏi, là quân nó quân xịn nữa. Lính mình tương tướng mình hơn được tướng nó có một sao thôi. Beaten. We will have our revenge. I will see your head rest atop the pike of Lammerstam. Orders, my king. Orders, my king. My lord. Rồi thôi hôm sau nó cũng ít quân bớt đi thì mình cũng đỡ lo. Mất quá là điều cái đám kỵ binh chạy lên đây bù lát nữa có gì đó thấp thủ gì đó mà sợ. Quân đầy ngon rồi, cứ thủ thành là ok. Rồi xong, anh còn nhiều tiền, anh còn thật ra mình nó có đó cho ai thôi các bạn. Yes, orders my king. Yes. We shall not relent ever. Orders, my king. My lord. My lord. Rồi, đánh trận này xong thì tính dẫn cái đám quân này là quân mặt cua mới thôi lính lâu đài đó. Fucking victory! They must fear us now! Lord? Yes! My lord. Of course! Sire, yes. Vô. Rồi xong. Từ năm này ra. Yes. Tất cả chạy theo đạo này. Move out. Your will rồi. Shall be obeyed. Leave your mercy behind, men. We shall show sao them này none. Cứu binh được ta. Rồi dẫn thắng là được. Tính đánh đề mà giết cái thằng đó mà nó trốn được. I will make the... My lord. Orders dạ, thì my king. Quân cũng tương đối nhiều orders chứ không phải không đâu. My lord. My lord. Yes. We shall not relent ever. Orders my king. Có tí lính xịn bên tai nó khác hẳn. Orders my king. My lord. Yes. I will make them fear you. Để coi coi ở đây là thiếu 12 à. My lord. Đây 13. Vậy cho một đội ngựa chạy về đây là xong. Of course. Orders my king. Quân quân đoàn vây đánh. You should fear us coming, my enemy. Once we breach the walls, they are finished. Chủ chết dạ. Your order to move in. Cái thành này đánh xong rồi đồ sướng lắm nè. Cho chú chừa cái tập đó với anh. Ôi giời ơi. Ây da, lùi. We shall not abandon the cause. Regroup. À cái đó thì không, anh cần thương hỏi nè. Lift the siege. Trời đất. We must fight or forfeit. The enemy has forward. Cái gì vậy? We move onward tomorrow. Ôi, cái thằng Ba Lan này nó cơ hội nha. Rồi. An honor okay, to quay về đụng thằng này làm. God be with us. Đây mình còn yếu nữa. March to battle. Chà, phải kiểu này giống như quân vũ rồi. Hay quá, vô thành được. Vô thành được thì không sao. My lord. Ây da. Honor and courage, son. Chẳng nó quay thành mình luôn coi. Tướng trẻ này hơi một tài đấy. Orders my king. Orders my king. Orders my king. Ghép quân lại nào. Orders my king. Ôi trời ơi, khả năng của mình, năng lực quân sự của mình kém quá. Marching to battle, fly, lord. Heroic victory nha, chúng đồ láo ra. Ghép quân yes. lại vẫn chơi được với chú chứ thường. Orders my king. Yes. Ôi trời ơi. Rồi ok, không yes. sao. My lord. My lord. Đây. Yes.
orders, man. Move out. We go no further this day. Yes. Hai người bốn bắn nỏ qua. Men, march. Rồi. Đây. Vậy đi. Orders, my king. Move out. Rồi xong. Chỗ này tạm yên. Ôi giời ơi. Trời đất, nổi loạn kia ép. Yes, Lord. Confront. Moving to engage. Đánh trận này bây giờ muốn được phong tướng khó ghê nè. The enemy lies defeated. We are victors. Yes. Ây da. Rồi ok, xây quán trụ lên nào. Này đi đảm, nổi soạn xong rồi quay về. Rồi ok, từ từ cũng được. Chỗ này xây ruộng đi. Cho có ăn đi kiếm tí tiền, giờ nghèo quá. Chỗ này nó lên được vậy mình cũng mừng. Khoan xây cái lò rè đi cho nó tự chủ luôn. Rồi đây, hồi miếng giáp lại đi. Rồi từ từ quýnh trận xong rồi tính. Có một cái lâu đài cái nó khác biệt hẳn luôn á. Rồi có chỗ nhậu rồi thì anh em yên cho tôi đi đánh trận nha, đừng có quậy nữa đó, tôi khổ lắm rồi. Trời đất, lại nổi loạn. Yes, Lord. Confronting the enemy. The enemy lies defeated. We are victors. Rồi xong. Ây trời ơi, tiền nó cứ sụp kiểu này hoài vậy. Đây, xây cái tháp lên đi, mấy cái chỗ này dùng chiến sự. Thằng này nó mạnh quá, chưa biết nó đánh chỗ nào. À, đúng rồi, xây cái đường đi. Rồi, chỗ này nó nhả rồi. Thằng này lão. Prepare the grapples, engage. Victory. Đây, thật ra là kinh tế của tụi này chả có gì mà hơi cản nó không được gì các bạn. Đó, cứ vây đó. Nói chung là nó vây ở đây nó cũng có muốn cứu nguy cho đồng đội nó nhà thôi. Mình thì cứ thở cái đã, không cần phải vội. Đây, ở đây thì cái nhiệm vụ của nó là mua quân. Rồi đây, xây cái nhà này lên đi cho nó có an ninh trật tự. Rồi, cái thằng này, số phận của nó là coi như tình đánh đoạn rồi đó. We shall show them none. Cuộc so tài giữa hai vị tướng. Nhưng mà ông vua Litva này là số tận rồi các bạn. A crushing victory. They must fear us now. These people will bow to you as their lord. Yes. Orders, my king. Thế là sao? My lord. Thiệt binh thì cũng nhiều đấy. Orders, my king. Nhưng mà ở mức mà chúng ta chịu được. Để coi. Bỏ bàn này lại, dẫn cái đạo quân ra chơi. Ủa, đạo quân này là đạo quân thần thánh hay cái gì mà nó mạnh dữ vậy? I look forward to có mấy hàng rìu này thôi mà nó bút sức mạnh kinh dữ vậy sao? Yes. Rìu thì mình cũng có đây. Orders, my king. Không nghĩ nó bá đạo như vậy. Rồi đây, xây nhà thờ lên trước rồi nói chuyện. Đạo quân này là có sức thần gì đây? Nó ngay không hậu hỏa không được. Rồi sao? Chúng ta giải quyết được một mối lo các bạn. My lord, orders my king. Ây da, hết cả hơi. Litva này tại nó muốn chết thôi chứ mình không muốn làm, mình cũng giết nó đâu muốn, còn tới cái thích thúc game mà không muốn giết nó nữa cơ mà. Rồi,
Ok. My lord. Vertu. Da. Vertu. My lord. Da. Vertu. Da. You will have to fight us for this war. Nó gần hết luôn các bạn. Ôi chà, hạm đội này của nó kinh quá, mình chưa nâng cấp hải quân. Nga hầu như cái hải quân nó luôn luôn chạy sau các phe khác các bạn. Rồi đây. Orders my king. Quân Ba Lan này được nâng cấp rồi nó mới mạnh được vậy. Chứ quân Ba Lan thường đâu có mạnh dữ vậy. Rồi đây, thứ nhất hai con ngựa mình hút vô lưng nó cho nó dễ. Thật ra nó cũng có kỵ binh, nếu chiêu này dẹp còn hiệu quả lắm. Thêm một đất nữa đây. My lord. Đề giờ lên ông tới. My lord. My lord. Orders my king. Đây cũng không còn quân để mà tiếp viện nữa. Chà. Cái thế đẩy của mình nó đang bị trục trặc các bạn. Mình thì không đủ sức để đánh đối phương. Battle will resolve. Đối phương thì nó cũng không đủ sức để nó chơi mình. Trận này thử phá cho dung nhà mình dễ rồi. Ủa không tướng luôn không? Này thì giỡn với anh à. Nói chung là nó có tướng thì mình sợ, chứ nó không tướng thì mình chả sợ. Đây mua thêm thằng nữa để phòng này. Ok, chúng ta có thêm thành này chúng ta không sợ các bạn. Rồi thôi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.